tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 gặp hung hay cát phúc hay họa giàu hay nghèo làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhận được nhiều vận may đến với mình hôm nay minh đường tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi kỷ tỵ trong chuyên mục tử vi 12 con giáp kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của Thiên Can, Địa Chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Kỷ Tỵ dự báo bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 vận trình như cá chép hóa rồng, sự nghiệp thăng hoa, vận may ập đến, tiền bạc như mưa. Vậy cụ thể vận trình ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Kỷ Tỵ cùng theo dõi lá số tử vi của mình ngay sau đây nhé. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023 người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, là tuổi con rắn, thuộc mệnh mộc, đại lâm mộc, nghĩa là cây ở rừng lớn. Số của tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Trước khi đi làm ăn xa, hay thực hiện kế hoạch, kinh doanh, khởi nghiệp, thì nên lựa chọn theo khung giờ hoàng đạo nói trên, để đem lại nhiều may mắn, thu được nhiều kết quả như ý đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989. Xem tử vi tuổi kỷ tỵ thấy rằng, lúc trẻ phải trải qua nhiều sóng gió, gian nan, mới có được hạnh phúc của riêng mình. Sau kết hôn cuộc sống tuy còn vất vả nhưng cũng dần được cải thiện, sự nghiệp bắt đầu phát triển mạnh vào giai đoạn trung niên. Về ra người tuổi kỷ tỵ có vận tài lộc, hạnh phúc bên người thân và con cháu, cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng nhiều. Người tuổi kỷ tỵ hưởng thọ trung bình từ 80 đến 90 tuổi, nếu hành thiện tích đức, sống có tâm, thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Từ vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, đây là thời điểm, hung cát đan sen, vận trình tuổi kỷ tỵ lên xuống bất định. May mắn là nguyệt lệnh lâm đế vượng xuất hiện, sẽ phần nào ổn định tình hình, giúp cho con giáp này có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy khó tránh khỏi khó khăn, do bị tiểu nhân ngăn cản, nhưng chỉ cần kiên trì, bền bỉ, là có thể vượt qua. Trong tháng có điểm báo quý nhân vượng, dễ phát về đường công danh, sự nghiệp, bạn cần tập trung sức lực để đảm bảo gặt hái được thành công. Ngoài ra bạn cũng không nên để chuyện cá nhân, chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc mà cản trở con đường phát triển của mình nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi kỷ tỵ, sinh năm 1989, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, sự nghiệp của người tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, sẽ có cơ hội bùng nổ. Nguyệt lệnh ở đất đế vượng, con giáp này dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong tháng, tuy khó tránh khỏi sự chọc phá của tiểu nhân, khi mà bạn bỗng dưng trở thành ngôi sao sáng lóa. Song với năng lực thực sự của mình, bản mệnh dễ dàng đập tan những âm mưu của kẻ xấu. Sự quyết tâm và kiên trì của con giáp này, chính là chìa khóa thành công, bạn không để mình dễ dàng bị đánh gục mà sẵn sàng chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Chính ấn chiếu mệnh cho thấy, khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này của bản mệnh khá tốt, tháng 2 âm lịch này bạn sẽ có vận quý nhân ghé thăm, nếu cần thiết thì hãy xin sự trợ giúp của quý nhân, để giảm bớt những trở ngại trước mắt. Ngoài ra, trong tháng bạn cần tập trung làm tốt công việc của mình, tránh để bản thân bị sao nhãng bởi những chuyện cá nhân. Muốn tăng hiệu quả công việc thì chỉ có tập trung toàn bộ tâm trí trong khoảng thời gian làm việc mới cho bạn kết quả như ý. Bước sang tháng mới, hứa hẹn tuổi kỳ tỵ, sinh năm 1989, sắp bước vào một giai đoạn sôi động và ẩn chứa nhiều cơ hội tuyệt vời. Để bạn thể hiện được bản lĩnh, có thể sẽ có chút thách thức lúc mới bắt tay thực hiện một điều mới lạ, nhưng sau khi bạn đã quen thì hiệu quả công việc rất tốt. Nơi công sở, đồng nghiệp không chỉ hỗ trợ cho bạn rất nhiệt tình mà còn quan tâm tới đời sống của bạn, khi bạn bận việc là họ không ngại ngần lập tức hoặc thậm chí có người đưa ra lời khuyên tình cảm để bạn có thể tháo gỡ những vấn đề khó khăn ở hiện tại nữa. Về mặt tài vận, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, về vận trình tài lộc của tuổi Kỳ Tỵ khá lạc quan. Những thành công trong công việc giúp bạn có thu nhập ổn định, thậm chí có phần khởi sắc hơn nhờ được cấp trên khen thưởng tuy nhiên để đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về tài lộc thì có vẻ thời điểm này bản mệnh vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn trong tháng cơ hội thăng chức tăng lương tuy có nhưng cũng cần phải nhẫn nại chờ đợi thêm một thời gian thì mới có được kết quả như bạn mong đợi vận trình tài lộc trong tháng khá tốt tiền kiếm được nhưng chi tiêu cũng không ít trong thời gian này với những chú rắn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý tiết kiệm chớ tiêu xài phung phí vượt mức kiểm soát kẻo lại làm cho vận khí tài lộc bị suy giảm Ngoài ra, trong tháng có thiên cầu là hung tinh rình dập bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo với những lời mời chào, kêu gọi đầu tư kinh doanh, hay những vay mượn tiền bạc, bạn nên cẩn thận chớ giao chứng cho ác mà tiền đi là chẳng bao giờ trở lại. Đối với những người đầu tư, kinh doanh khá may mắn, tài lộc của tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989, tháng này khá rực rỡ, với những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư trước đây, hứa hẹn bạn sẽ dũng dĩnh tiền tiêu, nhờ có kế hoạch tiền bạc thông minh mà bạn đã xây dựng từ trước đó một số người có vận khí cắt lành, sự nghiệp hanh thông, rất có thể sẽ được chuyển lên vị trí mới, hoặc thay đổi công việc, hay môi trường làm việc mới, phù hợp hơn với năng lực của bản thân, từ đó thu nhập cũng cao hơn. Với những ai có nghề phụ, hoặc làm nghề tay trái, cũng hứa hẹn sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng khá hậu hĩnh, từ những cố gắng không ngừng nghỉ của mình trong công việc suốt thời gian qua. Về mặt tình cảm Bước sang tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, xét về đường tình duyên của bản mệnh tuổi kỳ tỵ cho thấy, trong tháng đang có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, cũng như là cảm xúc của con giáp này. Và người tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989, dường như không hài lòng lắm với những gì đang diễn ra. Thiên Nguyệt hung tinh phủ một màu xám u ám lên tâm trạng của những chú rắn, bản mệnh không thể ổn định được cảm xúc cá nhân, có thể buồn vui thất thường, mà có những hành động lời nói làm tổn thương đến đối phương. Chẳng những thế, sự bất ổn về tâm lý của con giáp này có thể gây ức chế với người ấy, khiến cho mối quan hệ giữa hai người đứng ở trên bờ dạn nứt. Hãy học theo những con giáp biết cân bằng cảm xúc để có cuộc sống như ý. Với người độc thân, dường như bạn đang quá bi quan về cuộc sống của mình, hiếm khi nở nụ cười khiến cho sức hút của bạn giảm hẳn, bạn hãy lạc quan và vui vẻ lên, niềm vui sẽ đến, tình yêu cũng sẽ đến. Theo phong thủy phi tinh tháng, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, bản mệnh tuổi kỳ tỵ nên tránh để nhiều đồ màu đỏ ở vị trí trung tâm trong nhà để tránh những cuộc cãi vã không cần thiết. Từ Vi cũng cho thấy, trong tháng này, về phương diện tình cảm dường như con giáp này thường phớt lờ những lời trực giác mách bảo bạn cũng không mặn mà với chuyện tình cảm hiện tại. Chính vì vậy, khi mọi việc trôi qua, bản mệnh mới nhận ra sai lầm của mình, hơn nữa mối quan hệ với người thân trong gia đình không được tốt, dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhất là dưới sự tác động của ngũ hành xung khắc. Ngoài ra trong mệnh có sao hắc tán, nên người tuổi kỳ tỵ cần đề phòng chuyện tình cảm chia hai nhé. Về mặt sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi kỳ tỵ, sinh năm 1989 trong tháng 2 âm lịch này không có gì đáng ngại, chỉ là nếu bạn căng thẳng hay suy nghĩ quá nhiều thì dễ mắc bệnh về tinh thần, tự khiến cho bản thân mình mệt mỏi mà thôi. Bạn hãy tìm thêm các thú vui cho mình, năng ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, giải tỏa bớt những bức bách trong lòng, cũng có thể tham là các hoạt động đoàn hội, hoặc câu lạc bộ tập thể dục thể thao để có thể tăng thêm niềm vui, thêm màu cho cuộc sống. Nếu bạn thường xuyên mất ngủ, thì nên đọc sách cho đến khi mỏi mắt và đi ngủ, nếu không bạn sẽ cứ miên man suy nghĩ hết việc này tới việc khác chẳng được yên. Thức khuya khiến buổi sáng hôm sau bạn sẽ lười dậy, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, và làm việc không hiệu quả nữa nhé. Sau đây là 7 dấu hiệu chứng tỏa bạn sắp giàu, người tuổi kỳ tỵ nên biết sớm, giàu sớm. Thứ nhất là Tin vào quy luật thu nhập Người giàu tin rằng tiền họ làm ra phản ánh đúng những giá trị bản thân mang lại cho thị trường. Nói cách khác, nếu tập trung tạo ra được một sản phẩm mà ai cũng cần, muốn, họ sẽ được trả công xứng đáng. Ví dụ như câu chuyện về người phát minh ra gương chiếu hậu có khả năng tự động làm mờ, sản phẩm xuất hiện trên hầu hết các xe ô tô tại Mỹ. Liệu anh ta có xứng đáng được trả 15 đô la Mỹ cho mỗi giờ bỏ ra sáng tạo sản phẩm này, hay là bởi sản phẩm thành công tuyệt đối, anh ta nên nhận được một phần cho mỗi chiếc bán được? Chắc hẳn trường hợp thứ hai sẽ hợp lý hơn cả. Người nghèo tin rằng chúng ta nên được trả lương như nhau, bất chấp sản phẩm mỗi người làm ra là khác nhau. Với tư tưởng này, sự cải tiến sẽ chẳng thể tồn tại. Người nghèo thì vẫn cứ nghèo và nguy hiểm hơn là việc những người khác cũng sẽ nghèo như họ. Thứ hai là tập trung vào cơ hội chứ không phải khó khăn. Ngày xưa có một người bán giày tha phương, cố gắng bán những đôi giày cho người bản xứ. Vấn đề duy nhất ở đây là chẳng ai ở đó đi giày, vì vậy việc bán hàng rất khó khăn không lâu sau người bán giày bỏ cuộc và quyết định rời nơi đó trên đường rời đi ông gặp một người bán giày khác đừng mất công vào thị trấn này làm gì người thứ nhất nói những người dân ở đó thậm chí còn chẳng đi giày đôi mắt của người thứ hai chợt sáng lên không ai đi giày vậy là tôi có thể bán giày cho tất cả mọi người ở đó thật là may mắn khi tìm được một thị trường mới mẻ mấu chốt vấn đề chính là góc nhìn người nghèo thường nhìn thấy chướng ngại vật và nhanh chóng bỏ cuộc trong khi đó người giàu nhìn ra cơ hội và dám thử những gì người khác không dám làm thứ ba là không chạy theo xu hướng đám đông sự khôn ngoan bình thường chỉ đem lại những kết quả bình thường chạy theo đám đông dù là rất thịnh hành hay là một cơ hội tốt chỉ là công thức của sự tầm thường những người thành công vang dội có thói quen làm những việc người khác sẽ không làm họ đến những nơi người khác sẽ không đến vì ở đó có ít cạnh tranh và nhiều cơ hội để thành công thứ tư là bắt đầu từ lúc kết thúc Thành công bình thường vì bạn chỉ đặt các mục tiêu trung bình. Hãy quyết định điều bạn thực sự muốn, là người tốt nhất, nhanh nhất, rẻ nhất, lớn nhất. Và đặt mục tiêu để biến những điều đó thành sự thực. Quyết định cả việc bạn muốn kết thúc ở đâu. Đó chính là mục tiêu của bạn. Mục tiêu lớn, thành công lớn. Bạn sẽ có những kết luận tốt hơn và cảm thấy dễ chịu hơn khi phải làm việc chăm chỉ hơn. Thứ năm là Biết quản lý thời gian quản lý thời gian là một điều kiện cần thiết cho sự thành công lâu dài và khả năng sử dụng thời gian hiệu quả là một dấu hiệu của người thành công hãy tự hỏi mình rằng bạn có khả năng xử lý nhiều việc với khoảng thời gian bạn có mỗi ngày không để biết bạn có thành công hay không nhé thứ sáu là kết giao với những người tích cực và thành công người giàu hiểu rằng thái độ có vai trò rất quan trọng nếu họ cứ kết giao với những người luôn phản nàn về thời tiết phản đối chính phủ kêu ca về nền kinh tế thì sớm muộn chính họ cũng sẽ hình thành những thói quen đó Ngược lại, nếu kết giao với những người thường nói về thành công, cơ hội hay những điều tích cực trong cuộc sống, nhiều khả năng họ sẽ nhìn nhận thế giới theo một góc độ hoàn toàn khác. Thay vì nghĩ về thế giới xung quanh như một nơi tồi tệ, người giàu nhận thấy đó là một mảnh đất phát triển, đầy thành công và cơ hội. Một ví dụ điển hình là người dân Mỹ với những người nhập cư vào Mỹ. Những người nhập cư vào Mỹ có khả năng trở thành triệu phú cao gấp 4 lần so với dân bản địa. Lý do chính là bởi trong khi người bản địa chỉ tập trung nói xấu về cuộc sống ở Mỹ, người nhập cư nhìn nhận đất nước này như một mảnh đất đầy cơ hội. Thứ bảy là Luôn học hỏi và phát triển Ngày ấy nhiều trẻ em nghĩ rằng chúng chỉ việc học thật giỏi để kiếm tấm bằng rồi sau đó sẽ chẳng phải đụng đến sách vở nữa. Dự định này có thể thực hiện được, tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là chúng sẽ mãi nghèo. Người giàu coi trọng tri thức vì họ hiểu rằng học hỏi càng nhiều, khả năng thành công càng tăng. Một triệu phú trung bình mỗi tháng đọc một quyển sách phi hư cấu, bởi họ muốn hoàn thiện bản thân cũng như trở thành con người mà họ ước ao trở thành. Một người rỗng túi chẳng đọc gì cả và mãi không bao giờ thay đổi. Người giàu luôn học hỏi và phát triển, còn người nghèo thì nghĩ họ biết đủ rồi. Vâng, quý anh chị tuổi kỳ tỵ thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023, cho người tuổi kỳ tỵ sinh năm 1989. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng, quý anh chị tuổi kỳ tỵ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới, và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo